Câu 22. Thể tích của khối hợp chữ nhật có 3 kích thước 2, 3, 7. Thì ở đây các bạn chỉ cần học thuộc công thức V hợp chữ nhật sẽ bằng A nhân B nhân C, hay nói cách khác sẽ bằng chiều rộng nhân chiều dài nhân chiều cao. Ok chưa ạ? Việc vấn đề ABC là gì? Chủ yếu là cắt chặt mà thôi. Thì các bạn nhớ thể tích hợp chữ nhật sẽ bằng rộng nhân dài nhân cao, hoặc là dài nhân rộng nhân nhân cao cũng được nha các bạn. Bởi vì phép nhân có tính chất giao hoãn. Cái thứ hai các bạn cần nhớ, đó là cách vẽ hình hợp chữ nhật. Các bạn phải biết vẽ để khi nào gặp trường hợp những các bài toán liên quan hình hợp không gian các bạn giải được. Khi để vẽ hình hợp chữ nhật, các bạn vẽ thứ nhất một cái mặt trên hình bình hành, và cái một tiếp theo một cái mặt dưới hình bình hành song song với cái hình mới vừa vẽ, kích thước bằng nhau. Sau đó các bạn nói những cái đặt tên đi, A B C D. Vậy tương ứng đây là A phẩy, B phẩy, C phẩy và D phẩy. Sau đó nói tương ứng A với A phẩy lại, B với B phẩy lại. Nào. Rồi. Ok chưa? Rồi những nét nào thấy thì nét liền, những nét nào không thấy thì nét đứt. Ví dụ như A, A phẩy, nét đứt. Được chưa? Nét đứt. A phẩy, D nét đứt. A phẩy, B phẩy, nét đứt. Ok chưa? Đó là cách vẽ hình hợp chữ nhật. Thì cái mặt đáy A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, cái cạnh dài người ta gọi là chiều dài, cái cạnh ngắn người ta gọi là chiều rộng, và cái cạnh đứng này người ta gọi là chiều cao. Được chưa? Rồi, vậy tổng kết lại, thể tích hình hợp chữ nhật sẽ bằng dài nhân rộng nhân cao. Rồi, vậy các bạn chỉ cần thế vào 2 x 3 x 7.